Bây giờ hướng dẫn ngang. Rồi. Đây, nè, quay giùm anh ở phía sau. Em quay luôn đi. Quay luôn đi, dẫn thầm. Con nhớ gì nha. Rồi, đây là hộp đẩy ngang. Rồi. Đây là hộp đẩy thì nguồn thì cắm vô biết hết rồi, phải không? Biết, nguồn thì biết rồi. Rồi, đây là cụm nâng tiếng nè, nguồn của micro nè, đây micro nè. Bắt đầu bây giờ là mình từ micro. Từ micro trước nha. Đây em cắm vô lỗ này. Từ micro cắm qua cái cổng mic. Cổng mic cuối cùng đi. Nói chung tất cả đều cắm đều được hết. Ha. Yeah. Rồi từ micro đây, bắt đầu từ đây đi qua con nên tiếng. Từ cái lỗ này thì nhìn thấy hai đầu này không? Ha. Cái là một con dây nó có hai đầu khác nhau. Khác nhau không? Khác nhau. Ừ. Rồi, được, cái tôi được đồ cái nè, thấy không? Đây, hai đồ lịch mình cắm vô đây. Nha. Đó, đi, đừng chở về nhà quên mẹ hết. Đây, cắm vô hai cái lỗ nè, thấy không? Đây là input nè, đây là input nè, input nè. Còn output là ra mình cho nó out âm thanh ra một đẩy. Đây là input mình cho vô nè. Đó, thấy không? Vô nè. Rồi, bây giờ tới cặp này mình cũng đi cái luôn rồi, thấy ha, ta hai đầu địch vô đây, nó ao ra, nó sẽ ao ra thì mình sẽ vô đây đi lo nhớ câu không nhớ ở đây nó có cái ruột nó nè, đỏ đen nè, cả trong nó đỏ đen nè, đi nó đen đi nó đen đúng rồi, mỗi bên một cặp qua bên đây. Đây. Rồi. Bây giờ là bắt đầu máy này ha. Tạm thời trước mắt mình cứ cho 12 giờ hết đi. Đây nè. Trép nè, trép nè, tép nè, bát nè, bát nè. Hai cái này để giữa đi, mình cần nó thằng két với bát này thôi. Két bát thôi. Ừ, này. Cái này là mở là đèn đỏ này ha, mic mình mở lên. Thì đây là cái âm lượng của mic nè, mình cân sao cho nó vừa được, đừng tăng cái này quá. Đẩy cho lên 12 giờ hoặc 3 giờ cũng được. Ha. Thì còn cái thí dụ như là cái thằng đẩy á, ba thì mình hạ xuống. Mình đẩy thí dụ cho tầm này thì mình sẽ lên tầm này. À. Thí dụ cho 3 giờ mình hạ xuống, à, đừng ấy quá. Còn này lên bát. Thì cái chỉnh mixer nè, giờ mở lên cho. Đầu tiên á, thí dụ như là cái chế độ Bluetooth đi. Chỉ vào Bluetooth á. Ừ. Bluetooth ha, bấm cái này một cái, nha. Rồi bấm cái nút về này một cái, ấn xuống một cái, thì nó sẽ ra Bluetooth. Bluetooth nè, mình ấn cái nút này xuống đừng có thả ra nha, ấn xuống này nè, thì mình sẽ chỉnh được. Là xong rồi mình dò ra điện thoại, Bluetooth trên điện thoại, mình bắt Bluetooth với nó, nha. Mình chỉnh con đường này thôi. Còn mình lấy nhạc bằng dây từ tivi xuống á thì mình cắm vô. Nó cho hai cái cắm tivi xuống nè. Rồi tivi xuống mình cắm hai cái chỗ này nè. 78 ha, rồi mình chỉnh hai đường này. Nhớ không? Cái gain nó đưa xuống thì từ từ mình hãy đưa lên. Thấy nó chưa đủ hãy đưa lên từ từ thôi. Rồi. Đúng rồi. Còn mic. Mic thì ở đây là cái gain đầu vào của nó nè. Đây là EQ nè, két nè, trung nè, bass nè. Đó mình cân từ từ đừng có đưa qua đây quá, bị bể tiếng á, hú á. Đó. Qua từ từ. Ừ. Hai cái này không đụng dùng tới. Rồi. Hai cái này là của cái thằng FX rồi. Này là hiệu ứng echo ha, reverb vậy nè. Này ba lăng là bên trái hay bên phải ha. Đó, cái này là lớn nhỏ của mic. Âm lượng tổng. Thì cái đây là cái đường tổng ra. Tổng ra đẩy ra loa. Đây là tổng chung. Cái này là hỗ trợ sub. Thì muốn hỗ trợ sub thì mình phải ấn cái chữ nè. Sub và main nè, ha. Thì tất cả đây cũng vậy, hiệu ứng mình cũng ấn đường đó luôn. Rồi tất cả thì ấn hết hiệu ứng sắp mình bỏ ra đi. Rồi ấn luôn cũng được. Đó, thì cho nó sâu. Đó, tất cả ở đây là mình ấn chọn hết. Hết luôn. Ừ, thí dụ mình lấy nhạc bằng cái line nào mình ấn sub main hết. À, cái dàn này lọc xì ở giữa là cái âm trầm ha, ở giữa là âm trầm. Bên đây là treble, đây là bass. Nhớ chưa? Đó, cứ cân thoải mái, mình cứ cân. Nhạc á bây giờ mình khi vô mình hát á mình cứ cho cái thằng nhạc nhạc nó lên tầm 80, mic nó lên 100,
vậy. Ví dụ như là cái mình nghe cái âm, cái tiếng á, cái tiếng đó mình nghe nhạc nó phải nhỏ hơn mic, đừng để nhạc lớn hơn mic quá. Ừ, khỏi lắp không có hay. Rồi cái còn cái hiệu ứng của nó, ví dụ như là bây giờ C43 đi, ví dụ chọn chế độ reverb thì ví dụ như vậy đi ha, ví dụ mình chọn chế độ vượt số 7 đi, mình ấn xuống một cái là nó mới vô, còn mình để vậy là nó không vô nè, đó, để vậy nó không vô đó, để vậy nó không vô nè. Nó vẫn còn số 7, mình phải ấn xuống một cái. Ví dụ mình alo mình mới cân cái đường này lớn nhỏ nè, rồi cái đường này là dài ngắn nè ha, đừng để cho nó lớn quá, vừa tầm thôi. Nhớ số 7, số 8, số 43, số 95, 96 là ba những cái điểm chính. Ví dụ số 7, số 8 là reverb, còn 43 là eco delay, còn 95, 96 là âm thanh 3D, nó vừa vượt vừa delay vừa eco luôn. Đấy, còn cái đây nữa thì cái đây nó là cái lớn nhỏ của nó, tại vì cái này là cái con này là cái âm vượt, cái hiệu ứng nó rất là lớn, mình cho nó tầm này thôi đó, tại cái âm này nó đi show mà, cho nó tầm này, đừng có lên cao quá đó. Cách chỉnh nó đơn giản vậy, nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi mình chịu khó mà mò vài lần là nhớ à.